Sáng nay, tại Nhà văn hóa thiếu nhi thành phố Long Khánh, Hội chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh và Phòng lao động thương binh xã hội thành phố Long Khánh tổ chức chương trình họp mặt tặng quà cho người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố. 200 suất quà mỗi suất trị giá 400.000 đồng, gồm đường, bột ngọt, dầu ăn, nước tương và một bộ chăn gối đã được trao cho các gia đình, tổng trị giá các phần quà là 80 triệu đồng.